Xin chào các bạn, phía trước các bạn là Dell Ryzen T3600. Đến thời điểm này là cũng khá là lâu rồi các bạn. Và đây là cái dòng Xeon E5 đầu tiên luôn, gọi là E5 V1 hoặc là E5 thế hệ thứ nhất các bạn. T3610 là sau T3600 một đời thì nó sẽ chạy được E5 V2 các bạn. Hôm nay mình sẽ nhìn lại sơ lược về Dell T3600. 3600, 3610 rồi 5810 nó cùng một cái form dán luôn các bạn. Cũng có quay sách ra trên đây, rồi có lưới gió vô này, rồi DVD lớn đây, DVD nhỏ ở đây, logo nó sẽ dưới đây, thì cái chữ sẽ thay đổi thôi. Ví dụ như bạn nhìn thấy qua bên này thì đây là 3610, 7810, 5810, nó cùng một form dán khay luôn các bạn. Rồi thì phía trước các bạn thấy đây có nút nguồn nè, jack mic nè, tai nghe nè, USB 3.0 nè. USB 3.0 thì nó ký hiệu bằng cái chữ, có cái chữ giống như chữ SS đây nè các bạn, đó dễ dễ hình dung ha. Rồi ba cổng này là ba cổng USB 2.0. Thì T3600 thì các bạn thấy hình dung nó sẽ là đời Xeon sau đời Xeon X của T3500 một đời các bạn. T3500, 5750 thì nó chưa có USB 3.0 luôn và nó chưa có SATA 3 luôn các bạn. Chính vậy khi các bạn gắn cái ổ cứng SSD chuẩn SATA thì trên những cái máy kia thì nó chỉ chạy được tốc khoảng gần 300 mê trên giây thôi, là xem như là mình xài không hết tốc của SSD SATA luôn các bạn. Rồi hôm nay thì T3600 nó được nâng lên một cái tầm cao mới nè các bạn. Tức là ở đây là vị trí để gắn CPU nữa các bạn, E5V1. Hôm nay mình có hai cái mã CPU dòng top của con này luôn, đó là 2690V1 xung 3.2.9 mắc turbo 3.8 và nó có 8,16 luôn. Và mình có thêm một cái con 1660V1 xung 3.3 mắc turbo 3.9 và có 6,12 luôn. Đó. Hoặc RK 620 để xuất hình nữa các bạn. Rồi các bạn thấy cái thẻ, cái cạc chuyển NVMe VGA Direct X4 và mình đang gắn thẻ NVMe trên này. Thì Dell 3600, 3610, 5610. Là bây giờ mình có thể black cái BIOS đó các bạn. Đó, mình add thêm cái driver của NVMe, hỗ trợ NVMe lên trên mainboard để nó có thể boot trực tiếp NVMe từ cái máy này. Thì các bạn biết cái tốc độ của SSD chuẩn SATA là nó ở mức khoảng 550 mê trên 500, gọi là tốc ổ cơ bản là như vậy. Thì qua NVMe, dù các bạn gắn ổ NVMe cùi bắp thôi thì nó cũng đã vượt lên khoảng 2 3 lần hoặc là 5 6 lần so với SSD chuẩn SATA hồi xưa. Nó sẽ giải quyết được cái việc á là Windows software nó sẽ load từ ổ SSD, thì khi ổ mà truy xuất càng nhanh á thì hiệu quả sử dụng phần mềm và chương trình nó sẽ tốt hơn các bạn. Trước giờ nó vẫn bị nghẽn ở chỗ đó ha. Rồi phía sau máy thì bạn thấy là cái nguồn Dell 685W này các bạn. Đó. Dell không thiết kế cái fan hút ra bên ngoài mà sẽ dùng ba cái fan phía trước, 1 2 3 này các bạn, nó áp gió ra phía sau luôn. Đó. Chính như vậy các bạn thấy những cái khe PCI này nó cũng có lỗ này. Đó. Windows đang lót từ ổ SD NVMe ra nè các bạn. Và trước đây á, là phải dùng boot mồi, tức là mình phải có USB mình ghim vô đây để mà khi khởi động máy lên nó boot từ USB, xong đó nó sẽ trỏ vô trong cái NVMe này các bạn để nó lót Win ra. Thì nó sẽ thêm một thao tác đó, nó mất thời gian hơn. Bây giờ thì gắn NVMe vô cài Win là chạy bình thường luôn các bạn. Đó. Thì NVMe thì thông qua cạc chuyển VGA Direct X4 này á thì các bạn có thể gắn lên khe X4, X16, X8 gì cũng được hết. Đó. Ví dụ ở đây mình đang gắn lên cái khe X16 nè. Rồi, vô tới Windows rồi các bạn. Rồi, các bạn có thể nhìn lên màn hình. Hiện tại là CPU là E5-2690 nè các bạn. CPU này có TDP là 135W, nó có 8 core 16 luôn. Và xung cơ bản của nó các bạn là 2.9. Đây là con Xeon mà nó có cái xung bay á, xung trên lưng CPU của bạn khá là cao. Thường thường các bạn sẽ thấy 2.2, 2.3, 2.4 hoặc là 2.0 luôn, hoặc là 2.6. Con này 2.9 cũng khá là cao rồi các bạn. Và max turbo nó là 380 Hz. Đó. RAM thì nó sử dụng RAM DDR3 EC Gigaster các bạn, và RAM này giá thành rất là rẻ luôn, có 100 mấy chục ngàn, gây 16 GB thôi các bạn. Nên khi các bạn option lên một cái máy mà có RAM nhiều thì nó vẫn rất là rẻ tiền các bạn. Đó. Rồi tiếp theo RAM 32 GB, rồi hai thanh 16 GB bus 3.2. Rồi SSD NVMe của Samsung nè các bạn. Rồi cảm hình là K620. Nó thì với cấu hình máy này mà thực sự ở giai đoạn bây giờ các bạn, mấy bạn thấy CPU top của V1 luôn rồi. Đó. Nó sẽ loanh quanh ở cái mức khoảng chừng 4 triệu thôi các bạn. Nó rất là dễ chúng ta mua để chúng ta sử dụng. Ai mà kinh phí cao hơn thì chúng ta có thể lên những cái option cao hơn. Ví dụ như T3610, 5810. Rồi bây giờ là 5820 luôn rồi các bạn. Đó. Rồi NVMe thì các bạn thấy đây là ổ Samsung bình thường thôi. 256 GB thì các bạn thấy tốc đọc ghi cơ bản nó khoảng 27 trên ngày 2. Thì nó sẽ cao hơn, nhanh hơn cái đó đề chuẩn SATA này rất là nhiều các bạn. Đó. Nó giúp cho mình
sử dụng hiệu quả hơn khi mà load Windows và những phần mềm nặng nặng. Còn ổ SATA này nó sẽ bị nghẽn các bạn, nó sẽ chậm. Rồi, nó cũng tương tự như cái việc mà hồi xưa mà mình dùng ổ cứng cơ HDD bự các bạn, mà chuyển qua SSD thì chúng ta sẽ thấy mượt rất là nhiều, nhanh hơn. Rồi bây giờ từ SSD chuyển SATA mình sẽ chuyển sang NVMe. Rồi những anh chị mà đã có cái máy Dell này rồi, nó là mua xưa giờ, là xài xưa giờ tới giờ, mà các bạn muốn chuyển sang NVMe để nó có hiệu quả tốt hơn, nhanh nhẹn hơn đó, thì các thầy cũng có thể liên hệ với mình ha. Mấy cái này mình làm không có tính tiền các bạn, hỗ trợ thôi nha. Rồi còn không có, anh chị có thể tự làm, tại vì mình cũng up cái clip ở trên YouTube rồi, giúp anh chị có thể tự làm ở nhà. Tuy nhiên ở nhà nếu mà anh chị chưa quen á, thì nhiều khi cũng hơi gọi là hơi quýu tay xíu. Rồi, on core của CPU này, tức là mình cho CPU Z nó load 100% thì nó khoảng ở mức xung khoảng 3.28 GHz các bạn ha. Tùy theo tập lệnh, tập điện Abit 2 thì nó sẽ dưới 3 GB các bạn. Rồi, bây giờ á, nhiều anh chị á, hoặc là shop tư vấn các bạn, thì nhiều khi á, người ta không có để ý tới cái việc là CPU á, nó có nhiều core, nhiều luồng. Ví dụ như bây giờ con này là 8 core 16 luồng, thì người ta chỉ nhấn mạnh chỗ là core luồng nhiều thôi. Vô Windows thấy tới 16 CPU, ví dụ. Đây, đây mạnh lắm anh chị ơi, có 16 CPU luôn. Nhưng mà anh chị phải lưu ý luôn á, là core luồng nhiều là hiển nhiên nó đã tốt rồi. Đó, ngay cả sau này các bạn thấy mấy con coi y đời sau đó, nó cứ ra càng ra sau là nó càng nhiều coi nhiều luôn. Tuy nhiên đó là mới là cái ý thứ nhất thôi. Cái ý tiếp theo á mà phải quan tâm sâu sắc luôn, đó là cái xung của nó, tức là cái xung nhịp cơ bản nó là nhiêu và nó up tu được bao nhiêu. Up tu là ví dụ như con này là xung nhịp cơ bản là 2.9 và nó up lên được tới 3.8 đơn nhân. Đơn nhân là một một core đó các bạn. Rồi on core là bao nhiêu? On core là tức là tất cả các CPU đều hoạt động ở mức 100% chẳng hạn, thì cái xung lúc đó nó sẽ còn bao nhiêu? Thì ở đây nè, cơ bản là 2.9, một core maximum là 3.8 GHz, tất cả các core hoạt động 100%, đây 100% nè, đang hết 100% hết, thì ở mức xung 3.28. Thì đây là cái thông số mà các anh chị phải quan tâm sâu sắc luôn khi mà nói tới CPU Xeon. Thì trước giờ cứ nghĩ ai 16 CPU rất là mạnh, mạnh hơn 8 CPU nhiều, nhưng mà anh chị phải biết rằng á, nó còn có xung bay, xung max turbo và xung on core này nữa, ba cái thông số rất là quan trọng luôn. Và những cái con CPU mà nó có xung on core trên 3 GB, đối với CPU Xeon E5 V1 V2 V3 V4 thì nó đều rất là quý và giá thành nó sẽ thường thường cao hơn khá là nhiều so với những cái mã CPU khác. Cái bước tiếp theo nữa là bây giờ á, là chọn CPU nào. Ví dụ như con 1660 mình đang cầm trên tay này các bạn, nó vẫn đang là 1660V1 và nó chạy được GPU trên cái mã máy T3006 này. 1660V1 á thì nó có cái xung bay á, là 3.3, max turbo là 3.9 và nó chỉ có 6 core thôi, tức là nó sẽ ít hơn con này. Cái này 6 core 12 luôn, con này là 8 core 16 luôn. Đó. Tuy nhiên, nếu như mà anh chị mà sử dụng phần mềm Get, Revit, SolidWorks, Corel, rồi Photoshop AI và những cái software nó mang tính chất tương tự, thì anh chị phải chọn con CPU có cái xung bay lốc cao. Ví dụ như con này xung bay cơ bản là 3.3, max turbo nó sẽ là 3.9 đơn nhân. Đó, những cái phần mềm mà như mình vừa kể thì nó cần xung bay cao, nên anh chị chú ý chọn cái con CPU có xung cao trước, rồi lúc đó chọn tiếp cái con CPU nào có core luồng nhiều nhiều thì tốt hơn, và trong cái tầm chi phí mình cho phép. Ví dụ hiện tại là con 2690 và con 1660 này là nó ngang giá. Và nếu như bây giờ khách hoặc là mình là người dùng, mình chỉ tôi là chỉ chạy Photoshop với lại CAD thôi, thì nên chọn 1660 này. Còn một số anh chị khác anh có render thêm 3D Max một tí, render Camtasia, dựng phim Camtasia, rồi có chạy thêm một hai máy ảo đó, thì lúc đó hoặc là có thêm một vài cái giả lập để mà chơi game nữa, thì lúc đó sẽ chọn qua cái mã này. Như vậy là mình sẽ tùy theo mà cái nhu cầu chính của mình chọn cho nó phù hợp với nhu cầu cá nhân của mình, chứ không ai giống ai hết trơn á.
Còn đơn thuần anh vé kép thôi, kép với lại full shop Corel, ví dụ vậy ba món đó thôi, thì chọn có 1660 V4 V1 này. Còn anh kia là làm tá lả luôn, đang học mà, đang nghiên cứu mà, nào là máy ảo, nào là render, rồi tùm lum hết, thì chọn qua mã này. Xung cái thấp chút xíu, hiệu quả là những cái phần mềm ví dụ như CAD rồi Revit, Lightwork hay là bộ Adobe nó sẽ thấp lại chút xíu, nhưng mà được cái là nó đa năng, nó làm được nhiều hơn đó. Thì đó là một số cái chia sẻ mà mình xin lưu ý thêm về CPU Xeon E5 V1 V2 V4. Thì đầu tiên mình xin nhắc lại, ngoài cái xung bay nó còn có xung max turbo single core, đây gọi là còn gọi là xung turbo đơn nhân, và tiếp theo nữa là turbo on core, tức là tất cả các core hoạt động ở mức xung nào. Thì đó là những cái thông số mà anh chị nên biết thêm khi mà lựa chọn một cái con CPU Xeon cho phù hợp với nhu cầu của mình. Rồi, xin cảm ơn.